Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang là dược sĩ. Em sống ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Mời nhà trai. Dạ, em chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chào tất cả khán giả. Em tên là Minh Trọng. Em năm nay 39 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Nghề nghiệp của em là làm bên điện nước, làm nghề tự do ạ. Mời nhà gái nói về ưu khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe. Em có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là sống lạc quan, yêu đời vui vẻ. Còn khuyết điểm của em có thể là không tự tin lắm, nói chuyện hay bị vấp á. À, không sao, mấy cái đó không sao. Có tật xấu gì không? Cái đó mới quan trọng á. Tật xấu của em nghĩ là em lâu lâu nóng tính lắm, nhưng có thể là kiềm chế rất là dễ. Mình nóng tính rồi mình có quát tháo ai không hay là sao? Em cũng không quát lắm, thường thường em kiềm chế cảm xúc cũng rất tốt. Nói chung là nhà gái cũng không có vấn đề gì hết trơn á, nhà trai ơi. Không có gì hả? Dễ thương. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Ưu điểm của em thì biết lo lắng chăm sóc ạ. Công việc của em thì em tự lập. Còn cái khuyết điểm của em là trước đám đông và bạn gái thì cùng rụt rè và run run ạ. Hơi nhát đúng không? Dạ đúng rồi. Chồng có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có hai mối tình ạ. Mối đầu tiên thì cũng 2 năm, nhưng vì điều kiện không có cho phép đến được với nhau rồi chia tay ạ. Rồi mối thứ hai thì cũng thời gian cũng yêu 7 năm ạ. 7 năm. Dạ đúng rồi, tại người cùng quê mà. Thì thời gian càng càng lâu thì càng hiểu càng sâu hơn, thì nó có nhiều cái tính cách không hợp với nhau dẫn đến là chia tay. Bây giờ trọng thử xem sau hai mối tình đó mình có sai sót điều gì, mình có lỗi gì để cho ta rút ra bài Dạ, kinh nghiệm. thời điểm đó em nghĩ là mình muốn làm cái gì đó nó có cái chút kinh tế rồi mình mới ra xác định Tức là mình xác định là mình phải có sự nghiệp. dạ đúng rồi, có sự nghiệp là mình xác định cưới vợ. Mình lo sự nghiệp quá, mình không chăm sóc cô ấy. Đó cũng là một trong nguyên nhân mà chúng ta cần rút kinh nghiệm. Bởi vì đàn ông mà thiếu sự chăm sóc phụ nữ là rất là thiệt thòi cho người ta. Và đó cũng chính là một trong nguyên nhân dẫn đến sự chia tay sau 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, mời nhà gái đã nghe kỹ chưa ạ? Mình nghe bên kia hơi thiếu sự chăm sóc với bạn gái cho nên dẫn đến chia tay, mình có bị lo không? Em nghĩ là ví dụ mà gặp đúng người ấy, thì ta sẽ tính tự thay đổi chị. Vậy còn bản thân em thì sao? Em bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có một mối tình nhưng cũng mấy tháng thì em cũng chia tay. Chắc tại vì lúc đó em vẫn còn trẻ và cái người đó ý là cũng lớn tuổi, em muốn kết hôn thì em không muốn kết hôn. Tại vì em thấy em vẫn còn trẻ, em vẫn cần phải lập sự nghiệp, rồi em cần phải có tài chính trong người, em phải tự chủ em mới có thể tiếp tục được. Và bây giờ là mình đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối quan hệ mới và đi đến kết hôn. Sẵn sàng chưa? Vậy thì bây giờ nhà trai hãy lắng nghe về những cái tiêu chí của nhà gái nè. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Em thích một người về quan tâm này, chia sẻ này, có thể lắng nghe. Ở bên kia thì ngày xưa vì ít có quan tâm cho nên là chia tay, cho nên bây giờ chắc có kinh nghiệm rồi. Giờ kinh nghiệm rồi, giờ sẵn sàng rồi, giờ có sự nghiệp rồi, giờ tập trung yêu để lấy vợ rồi mua đất xây nhà thôi. Đó, rồi cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người nào quá nói nhiều, tính toán, ki bo, cái kiểu như vậy á. Để tôi bước qua tôi coi coi. Dạ, chào chị. Chào em. Bên đó người ta không thích ki bo đó, mình có ki bo không? Dạ, ki bo thì không ạ. Mình đàn ông phải phóng khoáng đúng Đúng không? rồi, phóng khoáng. Thoải mái. Nhưng phóng khoáng ở cái mức độ nào đó thôi. Tới khi mà mình lập gia đình thì mình phải biết cái gì cần làm rồi cái gì không nên làm, mà tốt nhất là bàn bạc với nhau là tốt nhất. Vậy còn tiêu chí của em là như thế nào? Tiêu chí của em thì người bạn gái thì cũng hiền lành, công việc thì ổn định, nên nói chung là thương yêu trong gia đình, biết chia sẻ và chăm sóc. Mà mẫu người thì em không có, đối với em thì không có quan trọng với mẫu người. Nói chung là đừng có mập lớn quá, rồi da nâu hay là da trắng gì cũng được á, không có quan trọng. Dễ dãi vậy rồi gì nữa, sao tự nhiên không nói chuyện? Thoải mái lên nào, cậu thoải mái lên, không có gì lo lắng cả. Thật ra nãy giờ tụi anh phỏng vấn để cho nhà gái họ nghe, họ hiểu hơn thôi. Chào em gái. À, dễ thương xinh đẹp nha. Nãy giờ em nghe người đàn ông bên kia thì cách nói chuyện nè, cách những suy nghĩ này kia thì em cảm giác là có gọi là giống giống gì người cái tiêu chí mình đưa ra không? Hơi giống ấy ạ. Hơi giống ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích người nào mà giống quá ghen tuông hay là giống như kiểu không ga lăng. Có ghen không? Cái ghen á cũng tùy thuộc cái mức độ để mình tìm hiểu đó, rồi sau mình ghen thôi. Thôi được rồi, chúc tình hai hình người vậy sẽ đó. bàn bạc với nhau nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Đúng rồi, Em gái đi với ai vậy? em đi với mẹ với chị em. À, có mẹ hả?
Rồi, xin chào nhà gái. Xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào cô Ngọc Lan. Dạ, chào cô ạ. Đến đây thì mình theo ý của con gái mình, nếu mà con gái mình ưng thì gia đình mình đồng ý thôi. Nhưng mà cô thấy nhà trai sao? Người này thì nhìn thấy ăn nói và lời nói là hơi làm đâu chắc đấy. Người này là có bản lĩnh. Thấy hợp với con gái của mình không? Nhìn thì mình sao biết được, chỉ nhìn cho hai con thôi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Dạ, nhà trai đi với ai cơ? Dạ, em đi với bạn ạ. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và ban chương trình. Hiện tại là em thấy chị gái rất là dễ thương, xinh, da sáng. Thì hiện tại là cái tiêu chí của anh Trọng á, thì trước hết là rất là lý tưởng của anh Trọng. Còn về anh Trọng á, thì một người mà không cờ bạc, không gái gú, không rượu chè, không game giết, thì không biết một người đó có tồn tại không. Thì em nghĩ là chị anh Trọng á, là còn sót lại. Thấy hai anh chị á, rất là phù hợp với nhau. Nếu như mà cho nhau cơ hội tiến tới thì mong là đi xa, đi thật xa. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi, mở rào nào. Sau nãy giờ nói chuyện qua cái hàng rào và được góp ý người thân, bây giờ các bạn gặp nhau mặt đối mặt đó, giao lưu với nhau để xem cảm xúc thế nào và chúng ta ra quyết định chính xác. Bắt đầu đi Trọng. Dạ. Anh chào em, hôm nay là bữa hẹn hò thì anh có một cái bó hoa này để tặng em. Thì anh mong là em luôn luôn là được tươi như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một món quà tặng cho anh. Đây là đặc sản của Bình Phước, hạt điều. Anh cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, mình về vị trí. Hai bạn về vị trí. Mình cảm nhận về nhau đi Trọng, nói lớn lên cho bạn gái nghe nào. Anh thấy em rất là dễ thương, hiền, cùng là dễ gần. Anh xin tặng em một bài hát, rời tới luôn. Đắng ung dung trên trời, đẹp mệt sân hôm nay xuống trời. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thân thôi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Có những qua năm sau đám cưới liền tay đó, ngày mồng hai đó ai đi dìu em. Ở đây anh mang châu cao quan rước dâu luôn. Mai đây ta rằng giàu quá thì to thì có rau muống. Thóm thiết sẽ mạnh nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chân cho chi nữa. Này mình bên nhau, tơ hồng là đất thân đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tân toan cho gần vì cuộc đời đâu xa thế. Hai đứa bên nhau, về bên nhau. Em gái có hát lại không? Tặng lại em cho. Em cũng tính là sẽ hát một bài hay hay một chút, nhưng thật sự em quên hết rồi. Anh hỏi em hai điều. Trong thời gian được quen nhau thì em dự định là khoảng bao lâu là em sẽ cho anh được tiến tới với em ạ? Em nghĩ là khi mà mình đủ yêu thương thì mình sẽ tự tin tới thôi anh ạ. Đủ yêu thương thì đúng là không. Tại anh vì bây giờ ai cũng có đủ tài chính rồi. Đúng rồi, xác định là cái thời gian để mình tìm hiểu nhau là khoảng bao lâu á? Tầm nửa năm, một năm. Được không? Thời gian em làm việc nó có được nghỉ không? Hầu như là em làm việc tự do nên cũng không có vấn đề gì hết. Anh đi làm cũng là làm tự do, nhưng mà cái thời gian anh cũng sắp xếp được là chỉ có là thứ bảy hoặc là chủ nhật. Nếu có những ngày mà em rảnh, anh bệnh nhưng mà không đi được em thì có cảm thấy có buồn không? Em đã nói từ đầu là tất nhiên rất là dễ. Nói chung là chỉ cần em kiểu một người gọi là tin tưởng, yêu thương lẫn nhau là tự nhiên tính mình sẽ bỏ qua hết tất cả. Anh có ngại về việc mà em mà ăn chay trường không? Không quan trọng là em ăn như thế nào, nhưng quan trọng là những cái lúc mà em nấu nướng thì em ăn chay thì có nấu đồ mặn không, hay là em chỉ có là biết nấu chay vậy, ăn chay vậy thôi? Nên em hỏi là anh có ngại không á? Anh thì không có, anh không ngại. Tại vì em ăn chay thì tưởng anh sẽ nấu đồ chay không à? Em ăn chay trường luôn, một tháng 30 ngày luôn hả? Em ăn mấy năm rồi anh? Ăn chay trường mấy năm hả? Dạ. Em không thay đổi được hả? Không phải không thay đổi, tại vì em yêu thích ăn chay kiểu như vậy. Nó có trở ngại gì với em trong cái việc mà ví dụ như sống chung hay không? Dạ thì không sao đâu, tại vì em là cái người là ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được, nhưng mà đa số là em ăn mặn thì nhiều hơn ăn chay. Ăn chay thì có những cái trường hợp, những cái ngày như ngày rằm hay đó thôi. Là tức giờ em yêu cầu bạn gái là ăn chay là phải nấu hai bếp, bếp chay với bếp mặn cho em? Không được. Đúng không? Người ta ăn chay đâu có nấu mặn được.
Thì đúng rồi, thì cái này thì em cũng... Nếu em chấp nhận yêu thì ở đây có cái khó khăn là em phải tự nấu em ăn. Thậm chí người nấu nhưng nêm là em phải nêm. Không thì em tự nấu. Trong gia đình của em thì cũng có bố em là cùng anh trai. Cho nên có những khi là trong gia đình cùng những ai có việc thì cùng cứ nấu ra hai như kiểu là hai món vậy đó. Rồi. Hai món vậy đó. Bây giờ gặp nhau vậy thôi, khi đã yêu nhau rồi chai mặn không quan trọng nữa. Dạ. Bạn mình ăn cái gì mình ăn cái đó, bạn mình khổ mình cũng khổ theo, tức là đồng cảm chia sẻ với nhau, còn chuyện ăn chai mặn không quan trọng đâu các bạn. Bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái, nói những suy nghĩ của mình về người đối diện, sau đó ta quyết định thôi. Đây, cứ mạnh dạn lên tay bên kia đó, bắt đầu yêu trọng. Trong thời gian mình hẹn hò nhau thì người em có đo cơ hội về thăm gia đình với nhau không? Như là lúc hẹn hò như là thăm gia đình là chuyện bình thường mà anh có thể nhìn mặt em nói không? Chứ em cúi xuống làm sao mà nói đúng rồi. Thì nếu sau này mà có những cái khuyết điểm của em hoặc của anh là thì có thể mình chia sẻ, mình có thể bỏ qua nhau hơn không? Khuyết điểm thì trong cái vùng chấp nhận thì tất nhiên là được rồi anh. Như là em không thích người nào mà hút thuốc uống rượu hay là lè nhè là em không thích rồi. Ví dụ mà anh mà có đó thì tất nhiên là, ví dụ mà anh vì em mà tự bỏ mà em không cần nói là tất nhiên là được. Còn em mà cứ suốt ngày nói là tự nhiên lúc đó là biết rồi. Hai chúng ta thì cho nhau cơ hội đi, tìm hiểu đi. Rồi chúng ta cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi mình tìm hiểu nhau, thời gian sẽ hiểu nhau thôi. Rồi, hết thời gian. Cho để tay mình nút bấm, bên tay trái nè Trọng. Bây giờ chúng ta phải quyết định bằng nút bấm. Chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương mà mình đang hướng tới. Thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không phải, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Đây là cô gái đã cho Trọng một cơ hội đó. Nói chung là em cảm thấy anh này cũng có tính thật thà, nhưng ban đầu thì cũng nghĩ là không có bấm đâu. Tại vì cái tính anh cứ nhát nhát mà cứ không nhìn mặt thẳng em, cái cảm giác là không có thật thà gì hết. Đúng. Nhưng em sẽ cho một anh một cơ hội, giống như là mình có một cơ hội. Hay quá em gái, rất hay. Rất là thích cái tính của cô này. Cô rất là hiền nhưng cô lại rất là quyết đoán. Bây giờ mạnh mẽ lên, nhìn thẳng Hằng mà nói nào. Anh sẽ làm được tất cả. Anh sẽ cố gắng để em tin vào anh. Nào, lớn lên. Anh sẽ làm được và sẽ cố gắng để luôn luôn em là tươi cười, không phải buồn vì anh. Được không? Nói lại liền, anh nói được là làm được nha. Chắc không? Ok, chắc chắn anh. Ok, chắc. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cố gắng lên nào. Dạ. Trọng, anh tin vào em nha, mạnh mẽ lên. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ.